Gia đình Thảo vừa mới tới Tòa Thánh Tây Ninh. Giờ Thảo để dép ở ngoài đây, và nữ sẽ vô bên cổng trái của Tòa Thánh. Ngoài để dép đó ngoài. Thảo đang vào bên trong của Tòa Thánh. Gia đình bên ngoài của Thảo ở đây nè, mấy bà dì cũng có đến đây để làm công quả. Dạ chào cô. Ở trong trong cái điện lớn á, trên nóc đẹp lắm, được khắc rất là đẹp. Ở trong ở đây thì được quay phim, nhưng mà đừng có quay người, chứ đừng có chụp hình người. Trong đây có 28 cây cột, có biểu tượng những con rồng quấn lên những cây cột. Ở trên nóc á, là bầu trời cao ha. Đây là những con đường dẫn lên cao nè, Thảo thấy có hai bên. Thảo vô đây Thảo nói hơi nhỏ nhỏ. Trong chánh điện đẹp. Thảo thấy hai bên có lầu nữa, có cái lầu gác nữa. Xung quanh trái địa cầu có ở phía sau bắt đầu có thờ Thiên Nhãn, tượng trưng cho Thượng Đế. Ở đây có 8 cây cột rồng, tượng trưng cho Bát Quái. Còn 28 cột rồng này là Nhị Thập Bát Tú. Mỗi bên 14 cột hả cô? Mỗi bên có 14 cột. Cái này xây năm nào? Xây 1933. 1933. Dạ con cảm ơn. Ở trong đây rất là trang nghiêm, không có được đi và chạy ở trên giữa. Ở đây có một cái cửa rất là đẹp. Đây là một cái cửa tôn nghiêm để cho các vị chức sắc đi vô. Mẹ Thảo nói như vậy á, tại đây là quê hương của mẹ Thảo. Mẹ Thảo rành hơn. Kiến trúc ở trong đây rất đẹp và độc đáo. Có những cái khung hình hoa sen, cũng có thờ Thiên Nhãn. Lại chưa con? Lại đi. Cái này đạo của bên ngoại Thảo. Hồi đó Thảo cũng có tấm thánh nữa mà chưa vô đạo. Mẹ Thảo hồi nhỏ đi Đồng Nhi á. Mẹ Thảo thuộc nhiều kinh lắm, Thảo thuộc được 2 bài. Dạ, gia đình Thảo sau khi đi một vòng vô thánh thất là đi vô một vòng, rồi bây giờ đi ra tham quan vòng vòng đạo Cao Đài á, hay gọi là đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, được thành lập năm 1926 ở trên vùng đất Tây Ninh này. Thờ đấng tối cao Ngọc Hoàng Thượng Đế, thể hiện qua Thiên Nhãn. Thiên Nhãn thể hiện qua cái gì cũng nhất nhất á, giống như tâm của mình, nhất tâm, nhìn vô tâm của mình thấy mà tự sửa đổi bản thân. Tiêu chí của đạo là tu tâm dưỡng tánh, sống hiền lành, giúp đỡ chúng sanh. Ở bên
phải của tòa thánh có một khuôn viên giống như là hoa viên vậy đó. Hồi xưa Thảo Hai vô đó, ở trong đó trồng rất là nhiều bông hoa. Đây, cái này là khuôn viên hoa viên. Cây cột phướng là cây cột gì bà dì? Cây cột cờ á. À, cây cột cờ. Cột cờ bà dì nói cây cột phướng, con không biết là cái gì. À, cây cột phướng là tới giờ là treo treo cái cờ của đạo lên. Bữa mày nói cổng này là cổng gì ngoài? Cổng số nè, cổng vợ để tới tuổi số 12. Chờ dì ba nó đang sửa lại, sửa số chứ đợi ai biết. Sửa số lại hả? Cái cửa này cửa chính môn nè, cửa thằng bự này là cửa chính môn nè. Rồi cái đường này là đi thẳng qua bên Campuchia đó. Vậy hả? Đi qua bên biên á. Cái lộ làm chưa thẳng. Đây đi qua biên có 20-30 cây à. Dạ. Đi qua Campuchia là 20-30 cây. Đây là cửa chánh môn. Qua bển cái nữa đi rồi về. Đi phải xin visa nè. Không, nếu có vợ chồng kim em nó dẫn đi thì nổi. Cổng sao giờ tới thế số cổng số 12. Hồi xưa 10 cổng hả ngoại? Phải lắm. 9 hay 10 cổng? 9 cổng, 10 cổng hồi xưa. Hồi xưa 9 cổng, sao giờ 12 cổng hả? Mở thêm cửa phụ. À, mở thêm chắc cái cửa để đi vô cho nó tiện hả? Có giúp đâu, có điểm. Đây một cổng nữa. Nó để cửa số 3. Để chết môn rồi. Cửa số 3 là cửa cậu bãi ở. Đây là núi Bà, có một ngọn cao và từ từ lại ra một cái ngọn thấp thấp hơn. Trồng khoai mì ở dưới chân núi, có rất nhiều khoai mì. Rồi mảng cầu chuối. Này có mấy cửa ngoại? 8 cửa. 8 cửa hả? Tượng trưng cho bát quái hả? Bát quái đồ hả? Mẹ Thảo nói hồi xưa đó là chợ này bán đồ ăn chay, thường xuyên bán đồ ăn chay. Những ngày chay á, tháng 10 ngày hả ngoại?
Rồi sau này thì bớt rồi, chứ hồi xưa bán đồ chai dữ lắm. Thì giờ cũng có bán đồ chai xen lẫn đồ mặn, còn hồi xưa ngày chai là bán đồ chai hết. Chợ Nhà Lồng có 2 tầng. Tầng trên, tầng trên bán giải hả không ạ? Giải quần áo, mỹ phẩm đâu hả? Còn tầng dưới này là bán mấy cái đồ khô. Đồ khô. Mẹ con thấy giống giống chợ An Đông hả? Giống chợ An Đông. Giờ con thấy cái cửa 4 nó đang xây lại kìa. Ha, cửa 4 đang xây lại. Nên đây là thấy muối ớt quá trời luôn, bánh tráng và muối ớt. Đặc sản của quê hương. Rất là nhiều bánh tráng. Hồ quá trời bánh tráng luôn. Có bánh tráng trộn rồi. Chắc ngon lắm à. Giờ Thảo xuống cái gian hàng của bà chị Thảo, con của người dì thứ ba. Tới rồi, tới cái hàng bán của bà chị. Đứng xa xa quay bà chị một chút. Bà chị, chị đẹp. Trời ơi, trời ơi bà chị kìa, bà đẹp nhất nhà luôn á. Trời ơi, bà đẹp nhất nhà, bà đỡ tô mũi lên. Hả? Lấy đồ đi. Ai sao? Lấy đồ đi. Fan hâm mộ, fan hâm mộ. Đâu? Fan hâm mộ của em hả? Em qua em chụp hình liền fan hâm mộ chị. Cảm fan hâm mộ của Thảo hả? Dạ, em nè. Cảm ơn chị Trang hay ủng hộ em. Chạy với hàng hả? Rảnh rảnh qua vô nước Mỹ à? Dạ. Du lịch nước Mỹ ha. Dạ, em chụp hình với chị làm kỷ niệm ha. Tiệm của chị họ Thảo ở trong cửa 3 chợ Long Hoa, đi thẳng vô chợ Nhà Lồng. Tên tiệm Ngọc Hiền, ở nhà làm muối Tây Ninh bán luôn, rất là sạch sẽ, vệ sinh và ngon. Thảo mua qua Mỹ, Thảo cho biếu cho bà con bên Mỹ á, ai ăn cũng thích đó, ghiền. Kiền lắm luôn. Đây nè, ông xã Thảo bữa nay mua mấy chục ký anh? Trời đất ơi, dữ vậy? 20 ký muối luôn. Rồi đây, ông đi buôn muối. Chị họ bán muối ngon lắm. Gia đình mình có ai đến ủng hộ chị của Thảo nha. Tiệm Ngọc Hiền, chuyên bán sỉ và lẻ gạo, nếp, bắp và các món đồ khô. Rồi tôi gạt rồi đó. Đi qua đây mua. Ở dạ. Dạ. Lên đẹp lắm. Ủa, bà chị. Bà chị mới ra nữa đó hả? Cái này là chị con thứ hai. Còn chị chủ Hiền á, chị Hiền đứng trong là con dì thứ ba. Trời ơi, mấy bà chị của mình không? Dạ. Mỗi lần Thảo lên đây là chị soạn đồ cho nhiều lắm. Thương lắm. Nói chung là gia đình bên ngoại, bên nội gì cũng dễ thương. Bên ngoại thì quê Tây Ninh, còn bên nội thì ở miền biển Bến Tre. Cảm ơn cô chú anh chị và các em đã xem video. Thảo sẽ quay những video khác nữa nha, để gửi đến cho cô chú anh chị và các em xem về đời sống của người Việt hiện nay trên con đường Thảo đi về tham quan quê hương. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại. Thank you.